Thưa quý vị, tại tứ kết Indian Wells 2022, vào sáng nay, Rafael Nadal gặp Nick Kyrgios, tay vợt người Australia luôn là đối thủ khó chịu và với Nadal cũng không phải là ngoại lệ. Màn đối đầu đã diễn ra hết sức kịch tính. Nick Kyrgios chơi tốt ở phần đầu set 1 và dẫn trước 3-1. Tuy nhiên sau đó anh bị mất tập trung vì những tiếng la ó của khán giả. Nadal dần lấy lại sự tự tin và đưa set đấu tới loạt tiebreak. Tại đây, cựu số 1 thế giới thắng trắng 7-0. Ngôi sao sinh năm 1995 không giấu được vẻ tức giận và đập mạnh vợt xuống mặt sân. Set 2 tiếp tục chứng kiến sự giằng co khi cả hai đều giữ game giao bóng rất tốt. Bước ngoặt bất ngờ xảy đến ở game 12. Kyrgios liên tiếp có những pha gài bóng tốt khiến Nadal mắc lỗi, mất break và thua 5-7. Ở set quyết định tới game thứ 7, Nadal giành được break và bảo toàn lợi thế này để giành chiến thắng 6-4, qua đó ghi tên mình vào trận bán kết. Như vậy, Nadal kéo dài chuỗi trận thắng kể từ đầu năm 2022 lên con số 19. Trong trận tứ kết còn lại, Carlos Alcaraz đã chạm trán với Cameron Norrie. Ngay từ set thứ nhất, tay vợt sinh năm 2003 Alcaraz đã tỏ ra là một đối thủ vô cùng khó chịu. Cả hai giằng co nhau quyết liệt từng game một và rồi Norrie đã để thua 4-6 trong tiếc nuối. Qua set tiếp theo, thế trận vẫn ngang bằng. Bằng phong độ ổn định, trong 45 phút, Alcaraz tiếp tục hạ gục Cameron Norrie với điểm số 6-3, qua đó thắng tuyệt đối 2-0. Thắng Norrie, đối thủ tại bán kết Indian Wells của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha, là một trong những đối thủ đáng gờm nhất trên thế giới, Rafael Nadal. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Ở nội dung đơn nữ, Paula Badosa và Maria Sakkari sẽ gặp nhau tại bán kết sau khi cùng vượt qua vòng tứ kết vào sáng nay. Đương kim vô địch người Tây Ban Nha Paula Badosa thắng Veronika Kudermetova của Nga 6-3, 6-2. Còn ngôi sao Hy Lạp Maria Sakkari vượt qua tay vợt Kazakhstan Elena Rybakina 7-5, 6-4. Ngôi vô địch BNP Paribas Open 2021 là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Paula Badosa. Cô đang tràn trề hy vọng lập lại kỳ tích này trước đối thủ mà mình từng thắng ở lần gặp duy nhất trước đây tại WTA Finals mới cách đây vài tháng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.